Ngày mai là Giáng sinh, em muốn làm gì? Ngày mai là Giáng sinh, em muốn làm gì? Ngày mai là Giáng sinh, em muốn làm gì? Đi xem phim và ăn cái gì ngon đi. Đi xem phim và ăn cái gì ngon đi. Đi xem phim và ăn cái gì ngon đi. Đi ngắm biển mùa đông nhé. Đi ngắm biển mùa đông nhé. Đi ngắm biển mùa đông nhé. Gì? 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 Xem phim. Xem phim. Xem phim. Mùa đông. Mùa đông. Mùa đông. Đi. Đi. Đi.